bác chúng bác có miền bờ miền mũi đá muốn nâng sầm ra nâng nâng vẹt thì bảy ní bác cứ thả chặn đấy cái chào phlón bác chào phlón nè rộng tổ đúc bác nè rộng tổ đúc nâng nâng cổng bồi bát đào chập bá nâng nâng sầy sập hòn bác nâng nâng sầy sập hòn nâng vâng bác như thả bà rộng nè nâng chì nè rộng tổ đúc bác trời chân mình sẽ còn bốc bác phlón việc một tố và hãy dùng lại bàn xâm lại tạm đó một tòa phía chuẩn đồng cửu nó có thể bàn đục chuẩn xoắn xáy từ cái này ngạc hỏi từ bàn chuẩn xoắn xáy nó ta phòng dụng một tố tạm đồng hạt cả nó kì thà cắt lại nó có nông phùm bà để lái sẵn cắt bòi bát bà còn bòi bát khảy một tìm chế nụ bà hãy chuẩn đồng cửu bàn đăng thà về để trao dụng một tố khuôn hỏi của bàn chi bộ cửu bật sở máu về khuôn bàn chi dìm đào tiền rộng mua đào xâm lại kệch nên còn với hạt cổng chui ăn ra cùng bạn cứ bàn nuông chân trong ở trong cua từ chị bàn được lên để cái chốn đại chụp nụ cài về để chân trong cua bàn thì cá prapi đầm nà rừng háo bạn cái của bàn chắc thì là cá giá hạ cá chim muôi nên cũng làm bạn cái group cho họ họ đang bày tạm chập luôn chân sang sài thẳng lơ mình bàn tham ăn mau phó và smart cái có bàn từ tua đầm đăng tam được trụ tiệm tô thà chân sang sài tới smart cái và từ bàn smart cái như thà ở công sở phuấn chập bán nơi chỉ nói spin tất lá trong sài gòn tạm đo hay chỉ cả xã cả khi mà lo phòng đáy trong cả chui là xa nơi sản xuất nâng bầm ra chia bỏ đoạn vì sản nặng cầm lăng xã cả đó bọc smart cách trong cả xoay rồi cả chập luôn chân sáng sai ở tòa tại bản này và bà bình mật tự theo sự chân chỉ tìm một trái ban nâng miền bò là miền chia ra tiết nâng ở vẹn trong cáo trên địa phương bình mật bản tự tổ chức điểm cập tay smart cách này cứ xong anh nhát smart cách sân bà